XMAX, một bản xe touring kết hợp với địa hình thì sẽ có cấu hình như thế nào? Các bác hãy cùng em khám phá. Về phần khung sườn được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm, không mối hàn, dây được ghi âm ở trong khung rất là gọn gàng và tinh tế rồi. Bô tăng ghi đông cũng được làm từ nhôm và đến từ thương hiệu Lai. Phanh con này là phanh đĩa dầu nha các bác. Thuộc là phuộc nhún, có khóa. Các bác có thể đi ở chế độ nhún thì các bác mở khóa ra, và khi mà các bác muốn đi ở chế độ phục đời các bác hãy đóng khóa vào. Rất là tiện dụng đúng không ạ? Tiếp theo về bộ chuyển động sẽ gồm có 3 tầng đĩa ở phía trước, 8 tầng lip ở phía sau. Bộ chuyển đĩa, chuyển lip đến từ tuôn đây. Có được trang bị chắn đĩa cho các bác đây rồi. Và đùi đĩa của Pro Wheel được làm từ nhôm. Bi đã được bạc đạn. Vành nhôm 2 lớp, lốp mang thông số 700x38C. Một bản lốp thì với những cái đường vân thì rất là sâu rồi, khi mà đi thì các bác sẽ không lo bị trơn trượt. Và bản xe này cũng được trang bị thêm một đôi chắn bùn rất là to từ nhựa PVC, để khi mà các bác đi trời mưa thì sẽ không lo bị bắn nhé. Và thêm một điều đặc biệt nữa, được trang bị thêm một chiếc ba ga cực kỳ là chắc chắn đây rồi. Cực kỳ chắc chắn, các bác vừa có xe để đi tập thể dục, vừa có xe để đi chợ này, vừa có xe để chở đồ, chở cháu nhé. Rất là tiện đúng không các bác? Bản xe này bên nhà em đang đưa tới các bác với mức giá là 7,5 triệu. Chỉ với 7 triệu rưỡi thôi nhưng các bác đã sở hữu một cái bản xe thì rất là đa dụng rồi. Bác nào đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc muốn được tư vấn về xe thì hãy gọi vào số hotline của nhà em nhé. Em để trên góc màn hình số hotline có Zalo đấy ạ.